Tiếp theo combo số 6 nha quý vị. 4 cây 370 bao cái ship toàn quốc. Anh nào mua chuyển trước 100k còn lại shipper thu hộ hả quý vị. Đây đầu tiên là cây lựu nha. Cây lựu là quấn rễ nha, nuôi từ cái hạt luôn ha. Nhỏ xíu thì chứ có bông rồi đó, lựu là lựu siêu bông nha quý vị. Nhỏ chứ có bông rồi. Cây số 2 là cây mai chiếu thủy cũng quấn rễ quái luôn nè. Nó cũng già lắm rồi nha quý vị. 2 năm tuổi rồi gieo hạt á. Cây này cũng gieo hạt luôn đó nè. Nguyệt quế nè, nhỏ vậy chứ ra bông nhiều lắm rồi đó, nhiều đợt lắm rồi. Cứ đợt già già lại ra qua nha quý vị. Tại này mới thu đợt vô. Rồi, cây này là cây cây khế ghép khế khế Nhật nha. Siêu trái luôn nè. Giờ là có bông rồi có sẽ có trái đậu trái luôn nha quý vị. Rồi xuống luôn á, 4 cây 370k. Rồi xuống quý vị ơi.